thì lúc đó là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Trời ơi, để lỗi tại tôi. Dạ lúc trước cô ta thuê phòng này nè. Chính xác là cô gái này chứ? Dạ chính xác mà. Chị có chìa khóa phủ không? Dạ có. Chờ tôi chút. Ủa, rõ ràng đêm qua tôi thấy cô ta có quay về mà. Mà có chuyện gì không cán bộ? Người này bị tình nghi là đã giết chết một người phụ nữ khác. Nhỏ con như vậy mà cũng giết người hả? Đây là đối tượng nguy hiểm, có tính cách bộc đồng. Nếu như y có quay về, nhờ chị báo cho chúng tôi biết. Dạ. Dậy đi con, giờ này còn ngủ nữa. Ba làm gì ạ? Để yên cho con ngủ xíu nữa đi. Đi chơi khuya làm chi, rồi ngủ tới giờ này. Lâu lâu mấy đứa bạn Việt Kiều của con nó mới về. Con phải thức tiếp tụi nó tới sáng lận. Con gái mà ăn nhậu say xỉn, ói bữa, đậy cái nhà vệ sinh gì đó. Chị Hai dọn giùm em đi. Mày ói thì mày tự dọn đi mày. Chị có phải anh chị của tôi không vậy? Mày còn dám lớn tiếng với tao nữa hả? Thôi được rồi. Để nó ba dọn, con sửa soạn đi làm đi. Để chị em còn ngủ chút nữa. Chứ hai chị em mà nói qua nó lại rồi lát nữa có chuyện nữa bây giờ đó. Ta coi nói chuyện lại với nó đi nha. Sinh ra trong sự thiếu thốn, nhưng sau khi đất lên giá, gia đình người đàn ông này đã khấm khá lên. Từ đó Hạnh cũng được cha nuông chiều nên có phần hư hỏng mặc dù là con gái. Rồi chừng nào anh mới chịu qua hỏi cưới em đây? Từ từ đi em, mình còn trẻ mà, mình vui chơi cho đã, cần gì phải vội đúng không? Nhưng mà em đã trao hết cả đời con gái của em cho anh rồi đó. Em cũng không có thể chờ lâu hơn được nữa đâu. Anh biết rồi, sớm muộn gì anh cũng cưới em mà. Giờ chở em đi chơi đi. Đi chơi hả? Muốn đi đâu nè? Thì đi biển. Đi biển nào? Giờ đi luôn hả? Đi. Đi. Ai đây? Em gái nuôi. Cái gì? Bạn gái thì nói là bạn gái, sao lại em gái nuôi? Vậy hả? Đúng rồi, tôi là bạn gái của anh Hải đó. Tao nói cho mày biết, thằng này tao đã nuôi nó 3 năm nay rồi. Mày muốn ăn nằm với đợi tao về hưu đi. Nè, anh để cho người yêu của anh bị đánh mà anh đứng nhìn được hả? Cái thứ con nít như mày non lắm. Về mà nhờ ba má mày chữa lành đi. Hạnh không biết rằng Hải là một tay ăn chơi bất cần, cặp với nhiều phụ nữ hơn tuổi của mình. Nhưng vì yêu đương bất chấp nên cô gái trẻ này đã không biết điểm dừng. Nè. Mấy cái hạng người như vậy con dính dáng vô chi vậy? Con quen anh Hải trước, tại nó chen ngang vô chứ bộ. Thôi được rồi, để ba nói chị hai con giải quyết cái chuyện này. Con cái gì không có giáo dục, đánh người ta như vậy đó. Đúng rồi đó ba. Ba kêu chị hai đánh nó đi, cho nó biết. Tao không có rảnh. Làm ơn á, dẹp mấy cái chuyện dớ giận nó đi, mà lo chí thú làm ăn. Chị là chị hai của tôi, sao không tin tôi gì hết vậy? Em nó nói đúng đó con. Nó bị người ta đối xử như vậy á, con phải giúp đỡ cho nó chứ. Giúp nó là hại nó đó. Con không muốn em con là thứ vô dụng của tương lai. Kìa, Hai! Chị đừng có mà lý lẽ. Hay là để ba nhà bác Hai giải quyết chuyện này nha con. Khỏi. Thay vì khuyên con tìm cách giải quyết ôn hòa thì người cha này lại có suy nghĩ lệch lạc. Về phía Hạnh, khi thấy chị ruột của mình không ủng hộ cũng tỏ thái độ bất cần. Em quyết định rồi. Từ nay em sẽ không về nhà nữa. Em sẽ đi theo anh ở luôn, bất chấp là anh có chị nuôi. Nè, cái này là do em chấp nhận đó nha. Em chấp nhận mà. Nhưng mà anh nói trước, nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra, em tự xử lý, anh không liên can. Anh yên tâm đi, em biết cách đối phó với mấy bà đó. Còn bây giờ thì anh ơi cho em chỗ nào ở đi. Cái đó thì dễ thôi, nhưng mà đưa tiền cho anh đã. Càng ngày Hải càng bộc lộ là kẻ đào mỏ bất chấp. Về phía Hạnh thì cuồng yêu, không phân biệt, mặc cho bạn trai công khai sống với người tình. Nè, nghe nói anh thuê cái nhà đó cho con nhỏ đó ở hả? Thì cái bọn trẻ trâu đó mà em, nó cần anh thì anh đáp ứng nó thôi, bù lại nó với em nuôi anh đó mà. Cuối cùng anh là cái thể loại người gì vậy? Anh là thể loại mà phụ nữ rất thích nuôi và làm cho họ thỏa mãn. Còn em sẽ cho cái bọn trẻ trâu đó biết thế nào là chị đại. Giỏi quá. Đại đó, tao cảnh cáo mày, thuê cao cái đầu thai mới hết. Thì ra là cái bà đó. Lần này là nước lọc, lần sau là thiết. Mày cứ chừng tao á. Ủa ba, con Hạnh đi đâu mấy ngày nay mà không thấy nó vậy? Mày cũng biết quan tâm tới em mày nữa hả? Nó là em con, sao mà con không quan tâm? Chẳng qua bà dạy nó không đúng, thành ra con mới dạy. Sao không đúng? Em mày nó thiệt thòi từ hồi nhỏ lận. mẹ mất sớm, ba mày thì thất nghiệp, không có làm ăn gì ra tiền. Nó tiêu tốn đủ mọi thứ, bây giờ mới có được chút đỉnh. Ba phải bù đắp, ba lo cho nó chứ. Chính vì cái suy nghĩ đó mà ba đang dẫn dắt nó đi không đúng đường đó. Nó năm nay 25, 26 tuổi rồi, công việc không ổn định, nay làm chỗ này, mai làm chỗ kia, yêu đương lăng nhăng à. Thôi, mày bớt nói lại đi. Mày nói riết á, tao nghe riết á, tao thấy đầu óc tao nó... Người cha này luôn bỏ ngoài tai mỗi khi ai nói đến con gái út của mình. Chính vì lý do đó đã gián tiếp làm cho một cô gái trẻ đã gây ra một lỗi lầm không thể sửa chữa. À, cái gì vậy? Nay cái bà đó cho người cảnh cáo tôi đó. Thì anh đã nói rồi mà, do em thôi. Có phải là người yêu của em không vậy? Em bớt ngang ngược lại nha. Lần trước anh đã thống nhất, vậy em cũng đồng ý rồi mà. Bây giờ tôi nghĩ lại rồi. Một là anh cắt đứt với bà ta, hai là đừng tìm tôi nữa. Vậy thì anh chọn phương án 2. Nè, à dạ. Vì sao vậy? Anh nói đi. Mày muốn biết vì sao? Chị Lan có tiền núi, vàng núi. Còn mày nhìn từ trên xuống dưới của mày đi, cũng chỉ là một đứa con gái xè tay xin tiền ông già. Anh sao? Bây giờ hiểu rồi ha. Goodbye. Khi bạn trai trở mặt, cũng là lúc cô gái trẻ này nhận ra rằng mình bị lợi dụng. Nhưng thay vì lắng lại một chút để nhìn nhận những việc mình đã làm, thì Hạnh lại chọn cách phạm tội. Ngon lắm. Về mà nhờ ba má mày chữa lành đi. Chị Lan có tiền núi, vàng núi. Còn mày nhìn từ trên xuống dưới của mày đi. Nó ở đâu không? Không ba ơi. Cái con nhỏ này thiệt á, đi làm ăn xa mà không có liên lạc gì với gia đình hết trơn á. Cái tánh nó bướng á, bà nói nó có nghe đâu. Hay là con chịu khó đi lên trên đó, đến cái chỗ mà nó hay đến chơi đó, hoặc là con gặp bạn bè nó, con hỏi thăm. Con còn phải lo làm ăn nữa, nó lớn rồi, có tay có chân, tự lo mình đi chứ. Chính vì bà nuông chiều nó quá nên thành ra nó mới như vậy đó. Má con Hạnh ơi, bà có sống khôn khắc hiên á, bà về đây bà coi nè. Tôi nói tiếng nào nó trả treo tôi tiếng đó. Dạ chào cô. À, có chuyện gì không cán bộ? Dạ, tụi con vừa mới nhận được thông báo từ công an thành phố là Hạnh bị tạm giam để phục vụ điều tra. Cán bộ nói em gái tôi bị điều tra là sao? Vì ghen tuông nên Hạnh đã sát hại người khác. Giết người? Con gái tôi nó giết người hả? Đặt hết tình thương cho cô con gái út, nhưng giờ đây Hạnh đang đối mặt với thảm cảnh tù tội. Tai họa ập đến khiến cho ông Bình đột quỵ, sống một cuộc đời còn lại trong ốm đau và bệnh tật. Cho tôi gặp ba tôi với chị hai tôi đi. Chúng tôi đã nhắn với công an địa phương về gia đình của chị, nên chị cứ bình tĩnh, khai hết mọi hành vi giết chết chị Lan. Tôi đã quá dại dột, chỉ vì ghen tuông mà tôi lựa chọn kết thúc mọi việc một cách sai lầm. Tôi muốn cho chị xem cái này. Một chó. Mày hâm dọa tao hả? À, tôi còn biết cả trang mạng xã hội của con gái chị nữa đó. Hay là để tôi gửi cho nó xem hả? Tao nói cho mày biết, mày nhắm mày gửi đi rồi mày có sống yên ổn với tao không? Tao nhắc cho mày nhớ, tuổi của mày chỉ đáng con của tao thôi. Mày đừng có dùng những lời lẽ đó mà hăm dọa tao. Biến nhanh đi con chó. Alo, anh hả? Về bướng con nhỏ này ra khỏi nhà đi. Để nó ở đây, các em giết nó chết đó. Bà dám đánh tôi hả? Tao sẽ báo công an quất mày. Có ý định trả đũa từ trước nên Hạnh đã chuẩn bị hung khí trong người, và ngay lập tức nhát dao chí mạng đã làm đứt động mạch chủ của tình địch, khiến cho nạn nhân chết ngay tức khắc. Tôi đã kể hết mọi việc rồi. Bây giờ làm ơn cho tôi gặp ba tôi đi. Vì chỉ có ở bên cạnh ba tôi mới có được cảm giác che chở. Ở cái tuổi của chị, nhiều người đã trưởng thành và lo được cho cha mẹ của mình, chứ không phải cần ở cha mẹ lo cho ngược lại. Sự ăn năn có thể đến với Hạnh khi đối mặt với pháp luật, nhưng quá khứ thì không thể quay lại để có thể sửa sai. Bản án tử hình là thể hiện đúng chất của vụ án, là một bài học răn đe cho những bạn trẻ mới lớn, hiểu vốn sống và suy nghĩ chín chắn trong đường đời của mình. Mấy cái hạng người như vậy con dính dáng vô chi vậy? Con quen anh Hải trước, tại nó chen ngang vô chứ bộ. Thôi được rồi, để ba nói gì hai con giải quyết cái chuyện này. Cái gì không có giáo dục đánh người ta như vậy đó. Ông Bình phải có những lời khuyên hữu ích cho con gái của mình, vì đang trong tuổi mới lớn, Hạnh rất dễ sa ngã hoặc mắc phải những cám dỗ bên ngoài. Chị là chị hai của tôi, sao không bên tôi gì hết vậy? Em nó nói đúng đó con. Nó bị người ta đối xử như vậy á, con phải giúp đỡ cho nó chứ. Giúp nó là hại nó đó. Con không muốn em con là thứ vô dụng của tương lai. Con quen anh Hải trước, tại nó chen ngang vô phá chứ bộ. Con à, con là con gái, đừng có đi chơi với bạn bè như vậy nữa, không có tốt. Ý ba nói là con không đàng hoàng á hả? Không có cha mẹ nào dạy xấu cho con mình hết á. Nhưng con gái mà chứa rượu bia rồi đi đêm hoài như vậy là không có tốt. Thay vì làm những cái công việc vô bổ đó, con hãy tự rèn luyện lại bản thân của mình, tìm công việc và người chồng tốt để định hướng cho tương lai. Em quyết định rồi, từ nay em sẽ không về nhà nữa, em sẽ đi theo anh ở luôn. bất chấp là anh có chị nuôi. Nè, cái này là do em chấp nhận đó nha. Hạnh nên nói chuyện rõ ràng với Hải. Nếu như Hải chỉ xem Hạnh là kẻ để vui chơi thì thứ tình cảm này phải nên chấm dứt. Hoặc chính cô gái này phải suy xét lại bản chất con người của Hải để đưa ra quyết định đúng đắn. Còn bây giờ thì mời cho em chỗ nào ở đi. Nhưng mà đưa tiền cho anh đã. Em suy nghĩ kỹ rồi. Bây giờ anh phải rõ ràng. Gì nữa? Thì mình quen nhau cũng lâu rồi đó. Giờ anh xác định đi. Nếu mà muốn tiến xa hơn thì anh phải nghiêm túc lại trong chuyện tình cảm. Bây giờ rốt cuộc là em muốn cái gì? Anh chấm dứt mối quan hệ với chị Lan đi. Với lại anh phải có công việc ổn định, rồi qua nhà em xin cưới hỏi đàng hoàng. Còn nếu như mà anh chỉ quen em cho vui á thì em xin lỗi, tụi mình chấm dứt mối quan hệ tại đây đi. Tôi muốn cho chị xem cái này. Cô chó, mày hâm dọa tao hả? À, tôi còn biết cả trang mạng xã hội của con gái chị nữa đó. Giữa Hạnh và người tình của bạn trai mình, nếu như muốn nói chuyện đúng sai thì phải nên tôn trọng lẫn nhau. Vì bản chất cả hai cùng là phụ nữ, họ đều có thể là nạn nhân của những kẻ sở khanh lợi dụng tiền bạc cũng như thân xác phụ nữ để trục lợi. Mày nhắm mày gói đây rồi, mày có sống yên ổn với tao không? Tôi tới đây là để nói chuyện tử tế với chị. Em nói đi. Anh Hải là người yêu của tôi. Chị cũng nói cho em biết, chị đã chia tay nó rồi. Nó là thằng sở khanh. Vậy thì tốt. Mong rằng từ đây về sau chị đừng qua lại với anh Hải nữa. Chị cũng khuyên em luôn, gia đình em đàng hoàng tử tế thì không nên quen với hạng người như vậy. Vì nó chỉ lợi dụng em thôi. Đến khi em hết tiền, nó cũng sẽ bỏ em và đi quen với con khác. Em biết rồi. Cảm ơn lời khuyên của chị. Em xin phép.